Anh có biết hôm nay ai là người nhận hàng không? Em có biết chuyến hàng ngày hôm nay trị giá bao nhiêu? Em e rằng từ nay về sau anh không có chè ngon để ăn được. Nói điện thoại của mày đây. Chị muốn mày làm một chuyện cho chị. Em đã báo công an địa điểm nhận hàng. Chắc là bây giờ họ cũng đang mai phục rồi. Mình đến đây gặp ai vậy? Em đã đổi lộ trình, cũng như đổi luôn tài xế. Chỉ có một mình em mới có thể liên lạc được. Anh chọn đi. Quỷ hàng đi. Anh à. Quỷ đi. Dạ. Cô ta quan trọng đến mức mình sẵn sàng bỏ chuyến hàng mấy chục tỷ à? Em chỉ đang tự làm tổn thương bản thân của mình thôi. Em chấp nhận chịu đau để biết đối thủ của mình là ai. Em đã ở vị trí cao nhất, sao cứ phải nhìn xuống chân mình làm gì? Là để biết chắc rằng không đứa nào kéo em xuống. Em sẽ phải bồi thường toàn bộ chuyến hàng này. Em trả được. Những gì anh đã muốn, không ai có thể ngăn cản. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOWN.